Xin chào các bác anh em, quý vị đang theo dõi kênh YouTube của mình Audio. Em xin giới thiệu cho các bác anh em trong buổi sáng hôm nay cặp loa Dinon SC106. Đây là cặp loa cổ có kích thước và cũng như là cấu hình loa rất là đẹp, bắt mắt, sang trọng và có một chút hoài cổ. Và đặc biệt nhất là cái cặp loa này nó có một cái mức giá rất là bình dân cho các bác anh em có thể chơi và sưu tầm. Cặp loa này em xin báo giá luôn cho các bác anh em đang theo dõi là có mức giá là 8.500.000 đồng giao lưu với các bác anh em. Và cặp loa này nó sở hữu 4 loa trên một thân thùng và sở hữu là bát 30 các bác nhá. Đối với các bác anh em thì bây giờ dòng bát 30 với mức giá 8.500.000 này thì các bác có thể là đưa ra cân đo đong đếm thì nó là cái lựa chọn rất là tốt ạ. Thì cặp loa này trước hết thì nó có phần kích thước là chiều cao là 69, chiều ngang là 37 và chiều sâu là 33. Toàn bộ phần thùng loa được hãng trang bị là thùng gỗ nặng và rất là dày dặn các bác nhá. Đây, cái phần thùng gỗ này nó dày hơn 3 cm đấy. Toàn bộ là vân gỗ nặng. Về mặt phía trước thì chúng ta sẽ nhìn thấy căng zin và có logo bằng đồng, có chữ Dinon ở đây. Bên này cũng vậy, cái căng đẹp zin theo loa. Về phần mặt trước chúng ta đang được nhìn thấy bên trong cấu hình của loa gồm có 4 loa trên một thân thùng, bát 30, một loa mid và 2 loa chest. Đối với dòng loa chest này nó có logo 16 ohm dập ở trên màng loa đây ạ. Toàn bộ phần chỉ keo nó giống như những cái dòng AR đấy, nó làm còn nguyên nữa các bác nhé. Ngoài ra thì sẽ có thêm 2 cái phần volume chỉnh âm lượng cho loa chest và loa mid. Đối với dòng loa mid này thì toàn bộ phần củ loa của cặp loa này đều sử dụng từ Anico móng ngựa nên có cái chất âm rất là hay. Loa mid này có đường kính là khoảng 13 cm. Ở đây thì gân nó đã mủn theo 5 tháng, các bác thấy không ạ? Hàng bãi về nó mủn nhưng mà mình vẫn giữ zin nhá, giữ zin tại vì cái loa này nó giống như dòng 88A ấy. Thì các bác chơi sưu tầm thường muốn giữ zin thì em vẫn giữ zin cho cái đôi loa này và không thay. Bởi cái loa mid này thì nó rung âm, cái dung lượng của nó rung thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái phần chất âm với cái phần viền này. Nếu bác nào thích em thay cũng được, hoặc không thì giữ zin. Và đây là loa bass 30 có thiết kế rất là giống với các cái dòng loa của châu Âu, có 4 kiềng bóng lửa ốp ở ngoài để ốp đấy để giữ loa. Rốn loa rất là sâu, bass 30 gân zin cao su màng giấy. Con này đánh giải trầm nó rất là sâu nhá. Bên này cũng vậy, tuyến loa rất là đẹp. Em sẽ lược qua cho các bác anh em thấy được cái độ đẹp mà vân gỗ của thùng loa này. Mấy chục năm rồi. Đây là cái phần thông số của hãng của cặp loa này, SC106 8 ohm 100W, mã số series là 113818. Và bên này loa vuông thành sắc cạnh. Như vậy là em đã giới thiệu quay góc cạnh cho các bác anh em về cặp loa Dinon SC106 với cấu hình 4 loa một thân thùng, bát 30 với mức giá 8.500.000 đồng, loa đẹp zin. Các anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp loa này thì liên hệ cho em. Và em xin nhắc lại phần kích thước để các anh em dễ hình dung nhá. Chiều cao là 69, chiều ngang 37 và chiều sâu 33. Rồi em xin dừng video ở đây. Cảm ơn các anh em đã dành thời gian theo dõi phần này và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.